Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và cách đây đâu đó khoảng một tuần thì mình đã lên một cái clip sửa chữa về thay màn hình Origin dành cho con iPhone X. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên tay cái con iPhone X mà hôm bữa mình đã thay màn hình Origin vào. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết cái màn hình Origin này để coi thử xem là với cái chất lượng của cái màn hình Origin này và với cái mức giá của nó thì liệu có xứng đáng để chúng ta có thể bỏ tiền ra và chúng ta thay cái màn hình Origin này hay không nhá. Và ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, đầu tiên á, thì cái màn hình Origin này mình nhận được thì nó sẽ được trải từ iPhone X cho đến iPhone 11 Pro, như mình nhớ là như vậy. Và hiện tại thì ở trên tay của mình là một con iPhone X đã được thay màn hình Origin rồi. Và tiếp theo thì nói đến cái kết cấu của cái loại màn hình Origin thì nó sẽ tương tự như là màn hình của iPhone X. Và nhìn bên ngoài á, thì hai cái loại màn hình này nó sẽ tương đối là giống nhau. Và khi mà các bạn lật ra cái mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái logo của Origin được in nổi ở trên cái phần mặt sau, cái phần khung của cái màn hình á, thì nó sẽ được in lên trên đó, thì các bạn sẽ biết đây là màn hình của Origin rồi. Và cái cách thay cũng như là kết cấu của nó thì các bạn nhìn cái bài video sửa chữa thay thế thì các bạn cũng đã biết rồi, tương đối là dễ dàng đúng không, và cũng tương tự như là các cái loại màn hình của iPhone X khác thôi. Và khi mà gửi về đến tay mình thì mình cũng đã có một thời gian sử dụng với cái màn hình Origin này rồi, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận của mình khi mà mình dùng cái loại màn hình này. Đầu tiên, khi mà các bạn nhìn vào một cái màn hình không phải là màn hình zin của iPhone, không phải màn hình zin của Apple mà đến từ một hãng thứ ba, thì các bạn sẽ chăm soi thử xem là cái phần viền này nó đã làm đủ mỏng hay chưa, hay nó đã làm đều hay chưa, thì cái màn hình Origin này nó đạt đúng với cái tỷ lệ đó. Cái thứ hai là cái loại màn hình Origin được mình thay cho con iPhone X là màn hình OLED, cho nên nó cho cái chất lượng hiển thị cũng như là cái chất lượng màu nó tương đương theo như nhà sản xuất là khoảng 99% so với cái màn hình của con iPhone X, thì khoảng tầm đó. Và mình cũng đã trải nghiệm thì mình thấy về cái tốc độ khi mà mình cuộn màn hình đó, cái tốc độ làm tươi của cái màn hình thì nó tương đối là ổn định và nó mượt chứ nó không bị giật lag như những cái loại màn hình rẻ hơn. Đó là cái điểm đầu tiên mà người dùng sẽ nhận thấy khi mà chúng ta thay cái loại màn hình này, và nó tác động rất là lớn tới cái việc các bạn sử dụng. Nếu như những cái loại màn hình khác các bạn vuốt như thế này, cảm giác nó cứ lát lát á, thì các bạn dùng sẽ không thể nào mà ngon lành được. Rồi, cái điểm quan trọng thứ hai khi mà các bạn nhìn vào một cái màn hình đó chính là màu sắc. Thì với cái màn hình Origin thì cảm nhận cá nhân của mình về phần màu sắc thì nó đạt khoảng 95% so với cái màn hình chính hãng đến từ phía của Apple. Và về cơ bản á, thì mình vẫn thấy cái màn hình này nó hơi bị một cái lớp mờ lên một xíu, nhưng mà các bạn nhìn phải thật là kỹ thì chúng ta mới có thể thấy được cái màn hình này. Và thậm chí là các bạn phải đặt thêm một cái con iPhone X mà có màn hình zin kế bên nữa thì các bạn mới nhận ra thôi. Còn nếu như chúng ta dùng bình thường thì nó vẫn cho một cái trải nghiệm cực kỳ là tốt về màu sắc. Rồi, còn về độ sáng thì mình cảm thấy ở trong nhà, trong cái môi trường studio như mình như thế này thì mình chỉ cần dùng khoảng 50% thôi là đã đủ nhìn được hết tất cả những cái chi tiết ở trên màn hình rất là rõ ràng. Và khi ra ngoài sáng thì mình có thể tăng lên một tí 70-80% thì cũng nhìn tương đối là tốt. Chính vì vậy cái màn hình Origin này mình đánh giá nó ở mức tương đối tốt để người dùng có thể suy nghĩ cũng như là cân đo đong đếm. Và cái điểm quan trọng thứ ba đó chính là về cái độ bền của cái màn hình Origin này. Và ở đây các bạn có thể thấy mình có thể tự tin mình búng vào cái phần màn hình như thế này và mình không lo nó bị gì cả. Đây các bạn có thể thấy, sau khi mà mình có thử qua một số những cái bài test nhẹ nhẹ, ví dụ như là các bạn đặt một cái ly hay là rớt một cái ly nhẹ nhẹ, ly nhựa xuống thì nó cũng không vấn đề gì với cái loại màn hình như thế này. Cho đến cái lúc mà mình làm review cho các bạn thì mình cũng đã dùng cái màn hình Origin trên cái con iPhone X này khoảng một tuần rồi và vẫn chưa thấy nó gặp vấn đề gì về hiện tượng là liệt cảm ứng hay là màu sắc nó bị nhòe hay là sọc màn hình gì cả, thì nó khá là hoàn thiện tính tới thời điểm hiện tại rồi. Và nếu như các bạn quan tâm tới dòng sản phẩm màn hình của Origin này thay cho những cái chiếc iPhone X của các bạn đã bị vỡ màn hình đó, thì mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video dẫn thẳng tới chuỗi cửa hàng, chuỗi sửa chữa của Điện Thoại Vui đang có chương trình thay thế
cái màn hình Origin này với mức giá khoảng 2,5 triệu đồng nhưng đang giảm còn 2,1 triệu đồng. Và ngoài ra thì khi mà các bạn thay thế màn hình Origin thì chúng ta cũng sẽ có cái chế độ bảo hành lên tới tận là 12 tháng. Và tất cả thì mình đã để ở đường link và các bạn hãy click vào và chúng ta sẽ biết được chi tiết nhất nhé. Ok, rồi, và các bạn cảm thấy sao về màn hình Origin dành cho iPhone X, các bạn đã thay thế chưa? Và các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới. Về cảm nhận của mình thì với mức giá khoảng 2,1 triệu đồng cho một cái màn hình chuẩn OLED, rồi là có chất lượng tương đối là tốt và màu sắc hiển thị thì cũng ngang tầm với những cái loại màn hình chính hãng đến từ phía của Apple rồi, thì 2 triệu mốt là một mức giá tương đối tốt, mức giá trung bình để mà các bạn có thể bỏ ra và chúng ta thay cho cái chiếc iPhone X của các bạn lỡ như nó bị vỡ màn hình nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và nếu như thấy video này hữu ích đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.